Kính chào quý khán thính giả đang lắng nghe chương trình của Sakya Buddha University TV. Sau đây, Bảo Châu và Phật tử Huệ Phương Duyên sẽ trình bày bản tin về một tuần tu học tại Bồ Đề Phật Quốc. Kính thưa quý vị, hàng tuần tại Bồ Đề Phật Quốc, ngoài những giờ thiền tập, trì chú, tụng kinh và học pháp, các Phật tử còn được nghe Thượng tọa Thích Huyền Châu giảng kinh Đại Bát Niết Bàn vào 8 giờ tối thứ ba, lúc 8 giờ Nam California qua SBU TV và vào 10 giờ sáng Chủ nhật tại Đạo tràng Bồ Đề Phật Quốc. Kính mời quý vị cùng tìm hiểu phần tóm lược nội dung của các bài giảng vừa qua. Theo kinh văn trong phẩm Bồ Tát Quang Minh biến chiếu cao quý Đức Vương, Bồ Tát do nhân tư duy mà được đến gần Đại Niết Bàn. Thượng tọa giảng, chúng sanh bị chướng ngại do phiền não và không đạt đến giải thoát do nghiệp lực ngăn cản. Người muốn chấm dứt phiền não phải phát triển trí tuệ, tư duy trong chánh pháp, lực của sự suy nghĩ, chiêm nghiệm giúp đạt trí tuệ sẽ khiến tâm giải thoát khỏi phiền não. Phàm phu thường bị ngũ dục gồm tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ làm ràng buộc, nhấn chìm mê hoặc tâm trí. Ngũ dục có sức mạnh quyến rũ khiến người ta làm nhiều điều xấu, là nguyên nhân tạo ra phiền não. Bản thân của năm dục không gây ra tội lỗi, nhưng chính lòng tham lam mà con người bị dính mắc vào nó. Nhờ tư duy rằng năm dục chỉ là phương tiện tồn tại nên được giải thoát khỏi sự chi phối của chúng, không bị sự cám dỗ của cuộc đời. Chúng sanh thường bị bốn pháp làm cho điên đảo, nghĩ rằng các pháp là thường hằng, an lạc, có tị ngã và thanh tịnh. Nhờ sự tư duy mà thấy được các pháp đều là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Thấy biết được như vậy rồi nên hết điên đảo. Tất cả pháp trong cuộc đời đều phải trải qua bốn giai đoạn, đó là sanh ra, bị già suy, bệnh tật và diệt mất. Nếu ai biết nhiếp niệm khéo tư duy thì dù gặp bốn tướng ấy cũng không sanh ra khổ não. Khi biết chú tâm suy xét kỹ nên có thể nhận ra được đâu là điều xấu hay tốt mà quyết lòng từ bỏ. Sau khi nghe chánh pháp cần phải tư duy là điều thiết yếu, giúp thâm nhập vào trong tự tâm, qua nhiều ngày tháng như mưa lâu thấm đất, từ đó mới đến gần được pháp giải thoát vô thượng Bồ Đề. Có những chúng sanh tin Phật, Pháp, Tăng không thay đổi nên sanh lòng cung kính. Nên biết rằng đó là do năng lực nhân duyên của sự nhiếp niệm tư duy, nhờ đó mà dứt trừ được tất cả phiền não. Giảng sư nhắc nhở, học giáo pháp giúp cho tâm trí được an lành là điều quan trọng. Chúng ta hãy dùng mọi phương tiện sẵn có để tiếp nhận Phật Pháp, chớ có chần chừ mà hẹn ngày mai đến khi tìm cầu đầy đủ hình thức rồi mới tu tập. Đến lúc đó thân tâm quá mệt mỏi, không có đủ năng lực để tu tập, vô thường có thể đến bất cứ lúc nào thì đã muộn màng. Bồ Tát y theo pháp tu hành là dứt tất cả các việc ác, làm tất cả các việc lành từ ba phương diện, thân, ngữ, ý. Đối với tất cả pháp đều thấy là rỗng không, không có gì có thể sở hữu, không thường còn, không lạc, không thật có tự ngã, không thanh tịnh. Do sự thấy biết này nên thà bỏ thân mạng cũng quyết không phạm vào các giới cấm. Người tu hành chân thật rõ biết được tướng của Niết Bàn, tánh Phật, Như Lai, Pháp Tăng, tướng thật, tướng hư không, vân vân. Tuy chúng ta không thể nắm bắt được dấu vết của Niết Bàn như củi hết lửa tắt, không thể tìm dấu vết của lửa khi tan về đâu, nhưng nhờ có khái niệm về Niết Bàn giúp cho sự tu tập. Trong kinh nói, biết tướng của Niết Bàn có 8 điều. Một là không còn phiền não, hai là tánh thiện lành, ba là đạo lý chân thật, bốn là chân chánh, năm là thường tồn, sáu là an lạc, bảy là chân ngã, tám là thanh tịnh. Như Lai chính là tướng giác ngộ, tướng lành là thường, lạc, ngã, tịnh, là giải thoát chân thật.
Tướng của Pháp là Pháp ở đời hiển thị như thế nào đều biết rõ, không nhầm lẫn đâu là thiện đâu là ác, đâu là chánh hay tà, đâu là đen hay trắng, chân, ngụy, vân vân. Tướng của Tăng trong Kinh Đại Niết Bàn là cõi tịnh thường hằng, là tướng của hàng đệ tử, là tướng có thể thấy được, tuy là chân thiện nhưng chẳng thật. Thiệt tướng là thấy rõ tùy duyên mà biểu hiện tướng trạng, không phải các tướng Niết Bàn, Phật tánh, Như Lai, Pháp, Tăng, hư không. Kinh mô tả Niết Bàn qua hình ảnh của hư không. Hư không là không có gì nhưng vẫn phải dùng khái niệm để mô tả trạng thái trống không đó. Tánh của hư không là không chỗ có. Tánh chúng sanh cùng tánh hư không đều không có thiệt tánh. Tánh hư không nếu có thể làm ra, nếu đó là một vật thời gọi là vô thường, sẽ bị hủy hoại theo năm tháng. Nếu nó là vô thường thời chẳng gọi là hư không. Như cây chuối, lột hết bẹ rồi không thấy có lõi chắc. Tự thể cây chuối không có tự tánh mà là do nhiều bẹ chuối gom lại. Cũng như vậy, thân thức tụ nương gá từ tinh cha huyết mẹ tạo ra hình hài, nương vào thực phẩm làm cho trưởng dưỡng. Thân là do vô số các tổ hợp ngưng tụ mà thành ra các thức. Thân do thức tụ chỉ cần một yếu tố tan rã là tự dời đổi trong 25 cõi. Sự ngưng tụ tâm thức đa dạng phong phú ở trong mọi cảnh giới, nên tự tánh là không có. Tánh chúng sanh thực chất là tánh giác, là Phật tánh. Hư không là không có sắc chất, không cách ngại, không biến đổi. Cấu trúc thân người được tạo ra từ bốn đại chủng. Nếu thân kết thành một khối, thời thân không thể dịch chuyển. Bốn đại chủng di chuyển trong hư không, thân di chuyển được nhờ có những khoảng trống. Hư không gọi là yếu tố thứ năm ở trong thân thể, gọi là không đại, là đại chủng thứ năm. Hư không là không có tánh, mà do ánh sáng nên gọi là hư không. Đây là một nguyên lý. Thân thể chúng ta khi hơi thở ngưng, thân không dịch chuyển, địa đại tạm phân rã, tuần tự đến thủy đại, hỏa đại, cho đến khi tâm thức nương theo ánh sáng xuất hiện mà rời phong đại đi vào hư không. Nên trong kinh nói do ánh sáng nên gọi là hư không. Cấu trúc toàn bộ vũ trụ này hiện hữu trong ánh sáng. Như khi chúng ta bước vào một căn phòng tối, thấy không gian chật hẹp vì không có ánh sáng, nên chính ánh sáng miêu tả hiển lộ hư không. Y khoa ngày nay biết dùng ánh sáng nhân tạo kích thích ánh sáng trong tế bào, làm cho các hoạt chất trao đổi, là nguyên lý mà Đức Phật đã tuyên bố hơn 2.600 năm trước. Trong thế gian có những khái niệm, những quy ước của một cộng đồng ở một thời đại khác nhau và tự xem đó là chân lý, gọi là thế đế. Khi trong tâm còn vọng động đi tìm kiếm chân lý của thế gian thì phải chấp nhận nhìn thấy sự đổ nát của nó. Nói có thế đế chỉ là nói để thuận theo thế gian. Thực chất thế gian không có chân lý, chỉ có những gì đem đến giải thoát phiền não khổ đau mới thật là chân lý. Thể của Niết Bàn không có chỗ trụ, chính nơi chư Phật dứt sạch phiền não mà gọi là Niết Bàn. Hạnh phúc thật sự chẳng cần mưu cầu, chỉ cần giải thoát phiền não khổ đau là có hạnh phúc. Phiền não sanh do sự thiếu hiểu biết tự thân trải nghiệm, phát triển trí tuệ là giải thoát chướng cho đến hoàn toàn là có Niết Bàn, là thường lạc ngã tịnh. Lạc của Niết Bàn là sự vui tịch diệt vi diệu vô thường, chỉ có bằng tự thân tác chứng, không thể mô tả bằng lời. Hạnh phúc đến từ bên ngoài là niềm vui có điều kiện do môi trường hoàn cảnh tạo nên và bị nó làm chủ. Hạnh phúc ngoài thân là vô thường, bấp bênh, không an ổn. Hạnh phúc đến từ trong tự tâm mới là hạnh phúc thật sự, là niềm vui vĩnh cửu cho dù bất cứ ở đâu. Nếu nội lạc hướng đến trụy lạc, đọa lạc thấp kém sẽ dẫn đến phiền não. Tìm nội lạc tăng trưởng theo chiều hướng thanh cao sẽ luôn có đời sống hạnh phúc an vui. Khi có được hạnh phúc xuất yếu do viễn ly phiền não thì không còn tìm kiếm hạnh phúc thô trược tầm thường, huyễn hoặc ở bên ngoài nữa. Người có trí biết dùng những phương tiện bên ngoài làm hỗ trợ để có được hạnh phúc ở trong tâm. Hai thứ vui của chư Phật là tịch diệt lạc, là vui trong sự vắng lặng,
và giác tri lạc là cái biết vô lượng rõ ràng, như biết một vật ở trong lòng bàn tay. Thể thiệt tướng có thêm thọ lạc, nhưng Phật tánh thì chỉ thấy một thứ vui lúc chứng vô thượng Bồ Đề, gọi là Bồ Đề Lạc. Bồ Tát Cao Quý Đức Vương hỏi Phật: khi xưa Đức Như Lai mới thành đạo, dứt trừ phiền não, nhưng người chưa nhập Niết Bàn. Không nhập Niết Bàn sao gọi là chứng đắc? Lại Bồ Tát cũng dứt trừ mọi phiền não, sao không gọi là Niết Bàn? Là những câu hỏi gây chấn động trong tâm, cần có sự thông hiểu tường tận để sở học của mình không bị chướng ngại trên hành trình tiếp cận hạnh phúc tuyệt đối, chân thật, vĩnh cửu. Kính thưa quý vị, Bồ Đề Phật Quốc luôn có giảng kinh Đại Bát Niết Bàn trực tuyến vào thứ ba hàng tuần, lúc 8 giờ tối Nam California trên Sakya Buddha University TV và vào các chủ nhật bắt đầu từ 10 giờ sáng Nam California. Kính mời quý vị tham gia các ngày tu học tại Bồ Đề Phật Quốc. Mọi thắc mắc về các buổi tu học hoặc phát tâm cúng dường cho các chương trình hoằng pháp, xin quý vị hãy hoan hỷ liên lạc trực tiếp đến Thượng tọa Thích Huyền Châu qua số phone 714-328-6087 hoặc đến Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.